chiều hôm em cúi đầu thờ, để con tim không vương lệ sầu. Em giọt sương trên đầu ngọn cỏ, dòng sông làm bạn con đò. Tìm đông ra tình thương vĩnh cửu của chư Phật dương sống trùng khơi. Thân phận em chỉ là hạt không quá đôi nơi, em dẫn em trong từng phút mòn hạt tiền thân qua trái ngọt thơm trong sa mạc màu xanh đã rụng dưới lòng sâu suối dâng trong dòng trong sa mạc. Xanh đã rụng dưới lòng sâu suối dâng trong dòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bảy bạch trên Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Hòa Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi kính chúc quý Phật tử một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Hôm nay thì có dịp để chúng ta gặp lại, để chúng ta tiếp tục trao đổi Phật Pháp. Hôm nay một cái bài giảng thì các vị nghe cái tựa là tôi nghĩ các vị hơi sợ hãi đó. Ở đây có ai sợ ma không? Giờ ai sợ ma đưa tay lên thử đi, đặng tôi biết chỗ tôi dừng bớt một chút xíu. Hả? Vậy hả? Nhưng mà tôi có lời nói trước nha, các vị nào hôm nay mà sợ ma đó thì kiếm chỗ mà khác tránh một chút xíu à. Còn không sợ ma đó thì ngồi lại tại đây. Giờ ai yên tâm ngồi lại tại đây, các vị đưa tay lên cho thầy coi rồi. Ồ, cả người sợ ma cũng yên tâm ngồi luôn phải không? Chắc chắn lỡ nói ra cũng không có điều gì xảy ra phải không? Bảo đảm an ninh cho thầy phải không? Rồi, thầy xin chân thành cảm ơn các vị. Cái bài giảng hôm nay thầy xin chia sẻ với các vị với đề tài là làm bạn với ma. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái đề tài này các vị nghe cảm thấy sốc không? Sốc phải không? Hết chuyện rồi thầy đi kêu làm bạn với ma. Nhưng tôi thiết nghĩ đây là một cái đề tài cần thiết để cho các vị quán chiếu tu tập và để vận dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc đời. Cái chữ ma thông thường chúng ta có quan niệm là ma là một cái gì ghê gớm và đáng sợ, đúng không? Tức là chúng ta có phim ma cà rồng rồi chẳng hạn ha. Phải mặt nó xanh lè, răng nanh nó cả tấc như thế. Hoặc là những con người sao mà đi bóng đi gió trắng trắng phất phơ được ha. Hoặc là thậm chí đi hỏng trên mặt đất và nhìn cái mặt máu me đồ dễ sợ. Hoặc là thậm chí nanh sừng. Tất cả những con ma mà như thế hoàn toàn là sản phẩm của tưởng tượng. Hoàn toàn tất cả là sản phẩm của tưởng tượng để chúng ta dệt thiêu và chúng ta đưa qua những sản phẩm như là phim ảnh nghệ thuật này kia kia nọ.
để tăng cái thị hiếu của những người mà người ta xem vậy thôi. Từ ma trong Phật học chưa có một ý nghĩa nào để gọi đó là một loại nanh vuốt và một loại ghê gớm đến độ mà như ăn thịt người hay là ăn tươi nuốt sống con người và ghê gớm như vậy. Cái từ ma là một cái từ mà trong Phật học dùng để chúng ta cảm nhận rằng đó là những cái gì ngăn trở, cái chướng đạo, cái phiền não. Thậm chí từ ma cũng có thể ám chỉ cho những kẻ ác, kẻ hung dữ, kẻ gây đau khổ cho con người. Và đó không hẳn là một con ma nanh vuốt mà đó là một con người. Và chúng ta nghĩ trên cuộc đời này, qua chủ đề này, tôi nghĩ các vị sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn giữa tâm mình và cái mối quan hệ giữa cuộc sống cộng đồng. Và vì vậy, bao nhiêu ngày trắc nghiệm và tư duy, tôi muốn đưa cho các vị một phương thức quán chiếu tư duy để sống, để cảm thấy an lạc. Và tôi tin tưởng rằng trên cuộc đời này, ai chưa làm bạn với ma thì chắc gì mình có cuộc sống hạnh phúc an lạc giữa cuộc đời này. Và chắc gì mình có thể điều phục được nội tâm để đi đến chỗ an tịnh nhất tâm, thậm chí có khả năng giác ngộ giữa cuộc đời này. Chắc chắn là như vậy. Xin thưa các vị, về mặt thông thường, mối quan hệ của cuộc đời, thường thường chúng ta thích kết bạn với ai? Kết bạn với ăn trộm có không? Ăn cướp có không? Giật dọc có không? Xin thưa các vị, quan điểm thông thường của mỗi người chúng ta đều thích kết bạn với người tốt. Và bản thân chúng ta né tránh người xấu. Nghe ai nói đó là kẻ xấu, con nhỏ đó làm nghề không tốt, thằng đó làm nghề không tốt, hay là gia đình đó bản chất nó là không tốt, tự nhiên tự thâm tâm của chúng ta sẽ có kỹ lên cái gì? Tự thâm tâm không biết người ta tốt hay xấu. Chỉ cần nghe loáng thoáng, chúng ta sẽ tự có một cái hàng rào ngăn cách và dè dặt khi chúng ta đối diện với người đó ngay liền tức khắc, cho dù sự thực chưa hẳn là như vậy. Cho nên ở đây, chưa hẳn là như vậy mà chúng ta còn có phản cách, thì nếu thật sự đối tượng đó, gia đình đó, anh đó, chị đó hay là người đó mà thật sự như vậy thì chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ tạo một phản cách rất lớn và có ác cảm với những người đó liền. Đây là điều đương nhiên về mặt tâm lý của mỗi con người chúng ta. Cho nên xin thưa với các vị, trong Kinh Pháp Hoa, các vị nhớ cái phẩm thứ 14 là phẩm gì? Phẩm An Lạc Hạnh. Khi đọc qua phẩm An Lạc Hạnh, chúng ta thấy Đức Phật nói gì trong đó? Đức Phật cấm tất cả các hành giả, những người tu không được kết thân với những người đồ tể, những người làm ác, những người chơi hung hiểm, những người bán thân, những người mua bán xác thịt, những người nói chung là làm nhiều nghề ác, có phải vậy không? Tức là khuyên chúng ta đừng nên kết bạn và kết giao với những người đó trong phẩm An Lạc Hạnh. Và nếu thật nghĩa đúng như vậy mà gọi là cái toàn diện của đạo Phật thì cái đó chưa phải là mục đích cuối cùng của Phật giáo. Nếu thật sự mà nói chỉ kết thân với người hiền, chỉ kết thân với người thiện mà bỏ qua người ác hay là bỏ qua những người bất thiện, thì trên cuộc đời này các vị thử coi, cộng lại hết tất cả, thậm chí bản thân chúng ta nữa, chúng ta có phải thật đúng nghĩa là người thiện chưa? Ai cho mình là một người hoàn toàn thiện và tốt đẹp hay là một người trọn vẹn là hiền lành đâu? Các vị đưa tay lên coi, tôi hiền lành không? Xin thưa các vị, sông có khúc, người có lúc cũng có khi hiền mà hên xui, cũng có khi dữ. Và ai cũng vậy chứ không riêng gì tôi. Có những lúc tôi cũng cảm thấy mình hiền lắm á, nhưng mà có những lúc tôi cũng thấy mình dữ thiệt á chứ. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta đổi gọi là loại trừ người ác và chúng ta không muốn tiếp xúc người ác, thì cái này nó không đúng đạo lý và không đúng mục đích của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ là như vậy nha. Tôi chia sẻ với các vị một bài giảng này, tôi mong rằng các vị phải lắng tâm tư để trầm mình suy tư, và mong rằng sau bài giảng này chúng ta cùng ứng dụng. Nghe không chưa đủ, phải giải quyết ứng dụng để thấy được hữu hiệu và giá trị của đạo Phật trên cuộc đời. Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, có ai là một bác sĩ giỏi mà nói là tôi là một bác sĩ giỏi
Nhưng mà tôi chỉ chữa trị những người không bệnh hoặc là bệnh nhẹ nhẹ thôi. Còn ai mà bệnh nặng quá đem đi chỗ khác đi. Có không? Ông bác sĩ nào mà ai nói giỏi mà ổng như thế, có phải thiệt giỏi không? Cái đó là ông bác sĩ dởm chứ không phải giỏi. Giỏi tại sao ông lại chê những người bệnh nặng? Bác sĩ khi được mang danh giỏi có nghĩa là đã từng chữa trị cho những người bệnh nặng hết bệnh, ông mới gọi là giỏi chứ. Ba chuyện xoàng đó, tôi đi ra nhà thuốc Tây tôi mua thuốc về uống cũng hết, mắc gì đến ông. Ví dụ vậy. Và nếu ông là bác sĩ giỏi, tại sao ông chê những cái người bệnh nặng? Hay là thậm chí đuổi người bệnh nặng đi? Ông chỉ trị những người không bệnh. Thật ra người không bệnh mắc mới gì cần ông chữa trị đó. Hoặc là người bệnh tròn, người ta cũng đâu cần đến ông. Như vậy giá trị của một ông bác sĩ giỏi thì ông này phải có đủ khả năng, tâm đức và tai nghề cao để có thể trị được tất cả những bệnh mà nan y nhất. Như vậy mới gọi là bác sĩ giỏi. Vậy Đức Phật là một bậc đại lương y trên cuộc đời, đã gọi là một đại lương y mà chê kẻ ác, chê kẻ xấu, chê kẻ bất thiện, bỏ hết đi, chỉ độ những người hiền thiện, những người biết tu, những người chỉ biết Phật Pháp thôi. Đó có phải là chính nghĩa của Đạo Phật chưa? Coi lại ngay chỗ này vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói thật, tôi nhắc với các vị có nhớ câu chuyện này. Mặc dầu câu chuyện này không quan trọng trong cái vấn đề tôi muốn chia sẻ hôm nay, nhưng mà cái ý nghĩa của một lời của một vị hòa thượng trong cái việc mà khuyên dạy đồ chúng á, cái câu này trân trọng nhất. Trân trọng chỗ đó đó, chứ không phải là trân trọng cái cốt truyện này. Các vị có nhớ tôi đã từng kể với các vị nghe cái câu chuyện mà cái chú tiểu ăn cắp không? Có nhớ là trong tăng chúng này có một chú tiểu là một người ăn cắp. Hôm nay người này mất, mai người kia mất, mốt người nọ mất, mất hoài cứ đen đen mét hòa thượng hoài. Thì mất riết đến độ mà bây giờ mét riết rồi á, mà chú này đã được dặn đi dạy lại 5 lần 7 lượt, chú không bỏ cái tật đó. Cuối cùng đại chúng đồng đắp y hậu lên hết đến trước hòa thượng. Đại chúng mới nói như thế này: bây giờ từ xưa đến nay đại chúng đã từng mất mát và mét về chú tiểu này quá nhiều mà chú không bỏ tật, thì hôm nay con xin thưa với hòa thượng, giữa đại chúng và chú tiểu này, một là hòa thượng nhận chúng con ở lại để cùng học tu với hòa thượng, hai nếu hòa thượng cảm thấy không đuổi chú này đi thì tụi con tất cả sẽ mang gói ra đi. Các vị nhớ câu chuyện này chứ? Thì hòa thượng cũng không năn nỉ, cũng không phân tích, cũng không giải bài nữa, bởi vì mọi việc đã quá nhiều. Hòa thượng chỉ nói một câu vậy: các con là người đã trưởng thành, thậm chí các con là người quá tốt. Như vậy các con có thể bước ra khỏi chùa, các con đi đến đâu cũng có cuộc sống, cũng có người cúng dường, cũng có người kính trọng, cũng có người mời mọc các con chỗ ăn chỗ ở đường hoàng. Còn chú tiểu này bản chất nó là xấu, nếu thầy không dung chứa nó, thầy đuổi nó ra đi thì nó là kẻ xấu, thì ở đời ai dung nó được, nó sẽ chết. Tụi con đi tụi con không chết, mà nó đi nó chết. Như vậy tụi con cứ mang áo ra đi, thầy giữ lại chú tiểu này. Như vậy tôi chấm ngay cái lời đó, chấm ngay cái lời là hòa thượng biết đây là kẻ xấu. Một chú tiểu ăn cắp dạy hoài không nghe như vậy, nhưng mà hòa thượng lại nhìn, nếu mình không độ nó ai độ đây? Cho nên chính chỗ này chúng ta nhớ lại lời của Đức Phật rất tuyệt vời: ta không vào địa ngục thì ai vào? Có nhớ không? Như vậy Đức Phật mới nói là nếu ta không vào địa ngục thì ai vào? Không lẽ tôi vào? Tôi nghe tôi giỡn ốc rồi lấy gì vào? Các vị thấy phải không? Cho nên chỉ có những hạnh nguyện như một vị Bồ Tát hay là hạnh nguyện như một vị Phật như thế thì mới có đủ can đảm để vào. Và chỉ có một vị Phật, một vị Bồ Tát và các Phật tử phải có lòng đại bi như một vị Bồ Tát mới đủ sức dung chứa hết tất cả những hỷ nộ ái ố và tàn ác trên cuộc đời này, và mới có đủ lòng bao dung. Như vậy một chúng sinh với một chúng sinh thì một với một là hai, phải thì sống không phải là chết. Nhưng các vị Bồ Tát thà chúng sinh sống ta có thể chết, nó khác như vậy. Vì vậy đạo Phật của chúng ta nó tuyệt vời ở chỗ là không có phân biệt hay là không có đố kỵ, mà hoàn cảnh bất cứ một con người nào ác tâm xấu xa độc địa đến cỡ nào thì người này phải có một cái đầy đủ phương tiện quyền xảo vào để độ,
khích lệ giúp cho họ quay về con đường thiện, con đường mỹ, con đường giác ngộ tốt đẹp, thì cái đó là cái cách của Phật giáo. Cho nên các vị biết tứ nhiếp pháp của một vị Bồ Tát là một điều không thể thiếu trong cuộc đời hành đạo của các vị Bồ Tát. Nên nhớ vậy. Tứ nhiếp pháp bao gồm cái gì? Một là gì? Hả? Một là bố thí nhiếp. Hai là gì? Ái ngữ. Ba là gì? Lợi hành. Bốn là gì? Đồng sự. Như vậy, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, cái này dịp khác chúng ta bàn. Tôi chỉ muốn dẫn nhập cái cuối cùng, đó là cái đồng sự. Đồng sự có nghĩa là gì? Trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, cái đồng sự là phải hóa thân làm những con người giống như vậy mới độ được họ. Ví dụ họ là kỹ nữ thì mình phải là kỹ nữ bạo hơn mình mới có thể độ được những cái kẻ kỹ nữ. Họ là những người mà gọi là đâm heo thuốc chó, mình phải là người hóa thân làm cái kẻ đâm heo thuốc chó bạo hơn mình có thể độ được nó. Nó là kẻ cướp, mình còn ăn cướp còn tàn ác hơn nó nữa đó, thì mình mới độ được nó. Đây là cái cách gọi là đồng sự nhiếp. Các vị nên nhớ vậy đó. Tức là hóa thân là mình ở trong đó thì mình mới độ được họ. Như vậy muốn độ kẻ ác chúng ta phải như thế nào? Hằng ngày chúng ta ghét kẻ ác, chửi cha kẻ ác, chúng ta đố kỵ với nó, chúng ta độ được nó không? Làm gì độ được nó? Các vị hiểu như vậy. Nó chửi một chúng ta phải chửi mười. Tao chửi mười mà tao còn giác ngộ được thì mày chửi có một thì sao không giác ngộ được mày? Ví dụ vậy, phải không? Còn mấy thằng ăn cướp mình muốn độ nó, tao cỡ ăn cướp như thế này nè, tao từng như thế, tao từng nhúng máu như thế, tao từng làm như thế, mà tao còn quay về với Phật Pháp, còn mấy thằng mày lèn mèn về nhẩm gì? Thì như vậy mình là từng ăn cướp cha mà mình còn giác ngộ được thì mấy thằng cướp con theo không? Cái quan trọng là chỗ này. Cho nên khi mà gọi là tứ nhiếp pháp, mà khi nói tới đồng sự, chúng ta phải biết rằng Bồ Tát mới làm được chuyện này. Còn phần lớn chúng ta là sao? Chúng ta có khoảng cách. Điều này tôi không phủ nhận cái khoảng cách của các vị. Các vị chưa đủ sức, các vị là cục mút, các vị đụng đâu là dính đó. Thành ra phải tránh đi thì tốt hơn. Nhưng mà tôi nói cái tính chất mà cao siêu, sâu sắc, chứ không phải là tôi nói ở một cái phương diện mà đơn giản thấp kém như vậy. Cái cao siêu sâu sắc của một cái con người khi mà nhìn nhận trong Phật Pháp, chúng ta mới thấy chỗ đó. Cho nên khi Bồ Tát đi vào trong địa ngục thì Bồ Tát phải đi bằng cái gì? Hả? Có hai hướng mà tất cả chúng sinh Bồ Tát hay là chúng sinh đi vào trong địa ngục. Một là gì? Hả? Đi phi thiền. Trời đất á, đó giờ có kinh điển nào nói đi vào địa ngục còn phi thiền chưa? Xin thưa các vị, có hai cách để đi vào địa ngục. Một là đúng ai đó giỏi. Một là nghiệp lực. Hai là nguyện lực. Chỉ có hai cái này đi vào trong địa ngục được thôi. Nghiệp lực thì khỏi nói rồi, cái này muốn chạy trời cũng không khỏi được đó, đúng không? Còn cái thứ hai là nguyện lực, có nghĩa là ta không vào đó thì ai vào đó. Cái đó là quan trọng. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát đã từng trải qua những giai đoạn của địa ngục này, cũng đã từng như thế đó các vị. Thành ra ở đây tôi muốn nói là ngày xưa ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm, các vị đọc, các vị có nhớ không? Ai đã từng tụng kinh Lăng Nghiêm vào buổi khuya, nó có cái câu vậy: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ai thuộc kinh Lăng Nghiêm cũng đã từng đọc qua cái câu dẫn nhập này hết. Như vậy cái đó là cái gì? Cái lời nguyện của ngài A Nan đó. Ngài A Nan mà đã từng suýt chết với Ma Đăng Già đó, lúc đó một con người như Ma Đăng Già mà đổ không được, mà sau khi giác ngộ được rồi, lòng đại bi khởi khoát rồi, và nhìn thấy nghiệp cảm của chúng sinh rồi, lúc đó ngài mới nói rằng hồi nãy thì một mình Ma Đăng Già đổ không được, nhưng mà bây giờ đời ác ngũ trược, con xin nguyện vào trước. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, tức là đời ác ngũ trược này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Muốn hiểu được cái này, tìm lại cái bài giảng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà xem để hiểu thêm. Hôm nay không có giải thích lại, tôi ích kỷ vậy đó, nói rồi không nói nữa. Xin thưa các vị, sau khi ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, bằng hay là nếu như có một người nào mà chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng,
con nguyện không có chọn cái hướng Niết Bàn để con vào ở đó đâu. Lúc đó nói như vậy. Như vậy thì bây giờ một cái vị Bồ Tát mà nếu có cái tâm phân biệt bỉ thử tốt xấu như thế thì không bao giờ là một vị Bồ Tát cả. Vì vậy Phật tử chúng ta phải để ý như thế này. Quan niệm con người của chúng ta đừng nên đố kỵ và ghét bỏ những kẻ ác. Nếu là Phật tử đúng hiệu và đi trên con đường đúng là của Phật Pháp, các vị làm được điều này mới là hạng thứ thiệt đó. Bữa nay tôi nói thật với các vị là tôi nói lên cao một chút xíu đó. Cám tấm lọt hết rồi, bây giờ còn lại hạt chắc trên sàn á. Ở đây tôi mong rằng là hạt chắc còn lại trên sàn không á. Ai dám là hạt chắc tôi đưa tay lên tôi coi cái để chắc ăn có coi. 1, 2, 3. Sao các vị làm tôi thất vọng dữ vậy? Hả? Xin thưa với các vị, tôi muốn nói thì các vị tự xét lòng mình để các vị ứng dụng và thực hiện. Quan trọng nhất là ghét người ác không độ được người ác. Nếu muốn độ được một kẻ ác, chúng phải đặt mình vào hoàn cảnh đó. Thường thường á, người ta hay nói câu gì? Xấu mà còn đóng vai ác nữa không? Có nghe câu đó không? Cái câu này nói như nói chơi nhưng mà là sự thật. Người nghèo, người xấu, người bất hạnh, người khổ đau nhiều thứ, trong lòng họ ác là đúng. Bởi vì họ bị mặc cảm, buồn tủi, tự ti và ganh tị. Vì vậy họ chứa đựng tất cả những cái này sẵn sàng ở trong lòng. Cho nên chúng ta nói là xấu mà còn đóng vai ác, đúng rồi. Chí phèo là phải cỡ thị nở mới độ được à. Chúng ta phải để ý như thế này. Trước khi Chí Phèo trở thành một người như vậy, anh ta là một người bảnh bao và hiền lương chứ đâu phải là kẻ xấu. Nhưng mà khi anh ta không còn cái gì để gọi là tốt nữa đó, thì anh ta trở nên kẻ liều lĩnh trên cuộc đời. Và chỉ có thị nở mới thông cảm được Chí Phèo mà thôi. Bởi vì thị nở trong cảnh đó mới hiểu được Chí Phèo. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, thấy một người ác, chúng ta phải đặt vào hoàn cảnh là nếu tôi như thế, tôi sẽ làm gì. Và vì vậy nếu một con người Phật tử muốn đem Phật Pháp vào đời, muốn độ chúng sinh, muốn chuyển hóa một ai, thì phải trải lòng từ ra, không có hố sâu ngăn cách như thế này, thì quả mai các vị mới có thể giúp người đó chuyển hóa được. Trong một gia đình cũng thế. Nếu các vị là cha là mẹ mà các vị cứ sỉ vả và sỉ nhục con cái và những thành viên xấu hay là ăn chơi tệ bạc của mình, các vị lên lớp dạy đời 8 đời nữa các vị cũng không chuyển hóa để giúp cho nó quay về được đâu. Đây là các vị tự kinh nghiệm ở trong gia đình mình thôi. Thì các vị hiểu rằng nếu gia đình mình mà mình còn không làm được, thì đừng nói mình là một con người giáo dục và chuyển hóa chúng sinh xã hội bên ngoài. Vô cùng khó, trăm nan vạn nan luôn. Cho nên á, tôi nghĩ một điều duy nhất, đừng bao giờ ghét kẻ ác à. Mà nếu thật lòng chúng ta là Phật tử thứ thiệt á, thì đúng nghĩa ta không có ghét người ác, mà chúng ta cảm thấy thương họ hơn, tội nghiệp họ hơn. Vì họ là người phiền não nghiệp chướng, quan trái mọi thứ của họ quá nhiều. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình mà người rơi vào trong hoàn cảnh như thế, thì mình cũng vậy mà thôi. Cho nên cái này quan trọng vô cùng. Chính cái đồng sự nó giúp chúng ta hóa giải được cái này. Tức là đem thân phận của chúng ta, từ bỏ những vai trò của chúng ta đi, và mình sống như họ đi, hoàn cảnh như họ đi, như họ đưa mang, thử coi chúng ta làm gì. Như vậy ở đây lời Đức Phật dạy vô cùng tuyệt vời. Là ở trong kinh Đức Phật nói như thế này: nếu chúng ta là người tu tập, chúng ta chẳng những tri ân những người đã làm ơn cho chúng ta trên cuộc đời, mà chúng ta còn phải tri ân những kẻ ác đã từng hại ta trên cuộc đời. Chúng ta nghe câu này các vị cảm thấy rất nghịch lý không? Nếu đứng về xã hội bên ngoài, ơn đền thì quán sao? Quán trả rõ ràng. Nếu đứng về xã hội bên ngoài, ơn đền quán trả, ai từng cho tôi cục thịt tôi trả lại cục thịt, ai từng cho tôi chén cơm tôi trả lại chén cơm, ai từng cho tôi cá tát tôi phải quất lại một cái, chứ không có chuyện bình thường. Đó là xã hội thông thường. Nhưng mà tại sao trong đây Đức Phật dạy có giống như là ép các đệ tử của mình quá không? Các vị hiểu được chỗ này. Đức Phật dạy là làm sao nó là phải tri ân những người từng làm ơn cho mình. Điều đó đều đương nhiên rồi. Nhưng mà Đức Phật lại dạy rằng cũng phải tri ân những kẻ ác đã từng hại mình,
hay là tại từng như thế này sỉ vả chỉ trích mỉa mai mình nữa. Bởi vì Đức Phật nói như thế này: nhờ những kẻ ác mà làm cho chúng ta sớm tiêu nghiệp, nhờ những kẻ ác mà nó làm cho chúng ta đủ sức để vượt lên cái điều đó. Kẻ ác là một thử thách để giúp mình sớm thành đạo. Cho nên Đức Phật từng nói trong các kinh là vô ma khảo bất thành đại đạo, là chỗ này. Không có những loại ma chướng, không có những loại ngăn trở, không có những loại phá hoại thì không thể dễ dàng thành đạo đâu. Cho nên các vị có nghe một trong kinh nào mà Đức Phật rủa Tề Bà Đạt Đa không? Đức Phật nói: Bề Bạc Đa ơi, ác ta quá ha, mai mốt ông đọa xuống chín tầng địa ngục, thậm chí ta đạp thêm cái nữa cho nó đáng kiếp. Các vị không bao giờ thấy trang kinh nào mà Đức Phật nói như vậy. Cho nên hồi hôm tôi giảng tại Cần Thơ thì có một Phật tử hỏi tôi như thế này. Nói: thưa thầy, Đề Bà Đạt Đa là một kẻ ác từng hại Phật, mà tại sao Đức Phật không bao giờ nguyền rủa, mà thậm chí ác như vậy mà Đức Phật lại thọ ký sau để thành Phật? Cái chuyện này sao con thấy nó nghịch lý? Tôi nói: nghịch hay không để bữa nay tôi trả lời. Xin thưa các vị, cho nên ở đây các vị mới thấy rằng tại sao trong tất cả các kinh điển Đức Phật đâu có trách Đề Bà Đạt Đa đâu, đúng không? Mà Đức Phật đã từng nói rằng Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh, đã nhờ những cản trở, những phá hoại, những âm mưu hãm hại của Đề Bà Đạt Đa mà hôm nay đạo ta sớm thành. Đức Phật từng nói như vậy mà. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa gieo oan trái, làm phá hoại tăng đoàn, làm hại thân Phật chảy máu, tất cả những nghiệp báo đó, nguyên tắc nhân quả Đề Bà Đạt Đa phải bị đọa xuống địa ngục, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục, Đức Phật sai các đệ tử xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa nói sao? Ta đang ngồi ở trong địa ngục nhưng mà lòng ta an lạc như ở cõi cõi tam thiền. Có nhớ trong kinh không? Đọc quên trơn trời ơi. Đọc thì nhiều không nhớ mấy này. Cho nên ở đây các vị thấy rằng vì vậy cho nên Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa về tương lai sẽ thành Phật. Đây là điều mà tất cả các vị thấy đương nhiên nó lại là như vậy. Không có khác hơn được. Cho nên Vĩnh Gia Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca, ngài có nói một câu như thế này: quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức. Hai câu này các vị thấy nếu đứng về mặt thế gian nghe nghịch lý chỏi lỗ tai vô cùng. Vĩnh Gia Huyền Giác ngài khuyên rằng hãy xem tất cả những lời nói ác, những lời chỉ trích, những lời mỉa mai, những lời này kia trong thiên hạ như là để tăng thêm công đức cho chính mình. Quán ác ngôn thị công đức, những lời nói ác chính là công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức, chính những cái đó nó mới đích thực là thầy của chúng ta. Ngô thiện tri thức là thiện tri thức của ta hay là thầy ta đích thực, nó là như vậy thôi. Dịch như thế nào nó cũng mang cái nghĩa đó. Những cái chướng duyên, những cái phiền não, những cái ràng buộc, những cái rào cản đó đó, tất cả những cái đó nó là thầy ta, nó là những công đức để giúp cho chúng ta vượt qua, chuyển hóa và nhận ra được một cái điều quan trọng là phiền não của chính mình. Các vị phải biết ngay chỗ này nó là như vậy. Cho nên tôi nhớ không lâu ngày xưa tôi có học với Hòa Thượng Trí Quảng, ngài có dạy những cái điều mà tôi cũng cảm thấy tâm đắc và giữ trong lòng. Hòa Thượng nói đừng chê trách và thù oán kẻ ác. Bởi vì sao vậy? Nhờ họ chửi ta, họ mắng ta, họ chỉ trích, thậm chí họ nói oan ta mà nghiệp ta được tiêu trừ bớt. Như vậy thì bây giờ nếu đã là như vậy, những kẻ ác làm mình sớm thành đạo, những kẻ ác làm chúng ta hóa giải nghiệp chướng, những kẻ ác làm chúng ta được tăng trưởng công đức phước báo, như vậy họ là kẻ đáng ghét hay là họ là người ơn của chúng ta? Nếu đứng về mặt tâm đức của một vị Bồ Tát hay là đứng về cái mặt mà giải thoát hay là của Phật Pháp nhìn, thì tất cả những đó là người ơn của chúng ta. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy rằng chẳng những tri ân người đã từng giúp ta mà cũng phải tri ân những người từng hại ta, làm khổ ta, vì họ mà ta mới có được ngày hôm nay. Cái điều này nó giống như một cái cô Phật tử này vài năm trước cô từng nói đó. Cô cảm ơn ông chồng của cô.
Nếu mà cổ sống hạnh phúc tuyệt vời thì chắc là ngàn đời cũng không biết được Phật pháp là gì. Nhờ ông ăn chơi quậy phá quá cho nên có lúc bà tìm đến Phật pháp, cuối cùng giác ngộ được Phật pháp. Cho nên cổ nói là con cảm ơn ổng, nhờ ổng mà con biết được Phật pháp. Thì ở đây có những cái điều mà chúng ta suy nghĩ tích cực thì nó lại không có cái gì để gọi là bận tâm, và không có gì là quan trái như thế. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, để độ chúng sinh, muốn độ kẻ ác thì phải thông cảm, nhường nhịn, chia sẻ và có lòng đại bi mới độ được. Và trên cuộc đời này tôi nghĩ các vị nên độ người ác hay là nên độ người thiện hả? Ai cũng nói nên độ người ác hết trơn mà không dám chơi với người ác ha. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tự thâm tâm chúng ta đều ghét, không nói nhưng mà ghét. Đôi khi người ta chưa ác mình đã ghét rồi, đúng không? Nào là chánh xẻ, nào là cà chớn, nào là phách lối, nào là gì đó, những thành kiến. Đôi khi họ không phách lối gì hết trơn á, đôi khi họ hơn mình cái vỏ, cái áo, cái đầu, cái tóc, cái tai, dép gì đó, làm bắt đầu mình moi ra đủ thứ rồi. Như vậy người chưa đáng ghét mà mình còn ghét, huống chi người ác thì làm sao mình thân thiện được, và làm sao các vị có được sự an lạc trên cuộc đời. Không thể dung chứa được một cái người thân thiện nào đó, hay là không thể tha thứ bao dung được những cái đó, thì bao giờ chúng ta mới trưởng thành thật sự với các vị. Các vị phải nhìn lại để hiểu điều này. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng độ là cần phải độ người ác, người thiện không cần các vị độ đâu. Các vị phải để ý ngay chỗ này như vậy. Cũng giống như bác sĩ điều trị thì phải trị những bệnh nhân, bệnh nan y kìa. Những người khỏe mạnh độ làm gì? Những người ta không bệnh đâu cần mình trị. Trị là phải trị những người bệnh nặng, những người bệnh nan y. Vì vậy ở đây quan trọng nhất, người có tâm hoằng pháp, người có tâm vì Phật sự, thì phải làm sao tìm cách để độ những người chưa biết Phật pháp, những người chưa là Phật tử, những người thậm chí là ngoại đạo kìa. Chúng ta phải có cái tâm hướng đến chỗ này. Nếu là một nhà hoằng pháp hay là một người Phật tử có lòng với đạo, các vị phải hiểu ngay chỗ này vậy. Còn chúng ta là một tu sĩ hay là một người Phật tử, Phật tử đi tìm đến những người Phật tử chơi, tu sĩ thì đi kiếm những người Phật tử thường thành để làm quyến thuộc, làm ăn được gì? Tôi nói thật lòng như vậy đó. Một tu sĩ để đi kiếm những người đã từng là Phật tử để làm quyến thuộc thì để làm cái gì? Không có ý nghĩa gì hết trơn trời á. Người đó các vị có bỏ họ cũng tự giác ngộ được, vậy mắc cái gì cần phải làm quyến thuộc? Vậy mà có những khi chúng ta không khéo, vì cái đó chúng ta phân quá ra. Phật tử này có tôi à, thượng thành này là có tôi à, người này có tôi à, là người đó của ông đó, đó của chùa đó à. Phân quá ra làm chia rẽ tăng già, làm chia rẽ đạo pháp. Đầu óc này không chấp nhận được. Dung bồi Phật pháp dung còn không hết, đi tìm những người chưa giác ngộ, hàng giấy đầy ở thiên hạ không đi tìm, tối ngày đi ấp ủ những cái người chung quanh như thế đó để cầu an cho cuộc đời của mình, không cần thiết như vậy. Một người Phật tử hay là một người hoằng pháp hay là một người học Phật có tâm không cần thiết mấy cái đó. Họ đã được độ rồi, mình không độ họ cũng không chết đâu sợ. Đi tìm những người khác hay là tạo cái cách gì đó để thâm nhập vào cuộc đời, để đi nhiều lãnh vực để độ chúng sinh. Phải như vậy để gọi là mở rộng Phật pháp, để giới thiệu đạo Phật đến với muôn người. Chúng ta không thể tìm một cuộc sống dễ dãi đơn giản như vậy. Cho nên tôi nhớ một vị thiền sư Nhật Bản, ông có dạy một câu thấm thiết với đệ tử, tôi nhớ máng máng như thế này: nghèo khó là kho tàng của con, đừng nên đánh đổi nó để lấy một đời sống dễ dãi. Câu này vô cùng tuyệt vời. Có những câu rất ngắn nhưng mà như một câu châm ngôn dạy mình, giúp mình nên người và trưởng thành. Người trong Phật pháp và những người đệ tử Phật có tâm, những người đệ tử tục gia như thế này cũng phải như thế. Đừng nên tạo ngăn cách giữa mình và Phật tử. Đã là Phật tử chung một nhà, con chung một cha rồi, giờ nay chỉ còn điều duy nhất là hãy tìm những người khác đủ duyên để độ với chúng sinh. Một người học Phật phải như vậy. Hay là một người tu, tu để đi tìm chén cơm manh áo, quá dễ, đơn giản quá. Như vậy lý tưởng tu học như vậy không có quan trọng lắm, mà làm sao mình phải nghĩ cái cách gì, ít nhất mình cũng phải độ được những người nào
để có duyên với mình là quyến thuộc. Còn họ đã là Phật tử, mình biết họ có tu học, thậm chí họ là Phật tử thuần thành thì cũng không quan trọng lắm đâu. Bởi vì họ là hạt gạo cội rồi, có sàng hoài cũng không lọt đâu mà sợ. Cái không lọt thì cứ bụm hoài như thế này, còn cái nó sắp lọt cứ bỏ kệ nó, cho nó lọt thoải mái đi. Chúng ta như vậy làm sao bảo tồn và phát huy được đạo pháp? Vì vậy ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, học và tu trước nhất là phải làm sao đạo pháp phải đem trang trải khắp với mọi người. Phải làm sao cái lòng ngăn cách đố kỵ và thù hằn giữa ta và người ác bớt đi một chút. Đừng nên nhiều như vậy. Để làm sao chúng ta tạo cơ hội liên hệ với họ. Cái ác của họ không làm ta xấu, ác của họ không làm ổn định đến ta, nhưng mà đừng vì cái ác của họ mà ta tạo nghiệp. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi có nhớ câu chuyện này cũng lâu lắm rồi á. Thầy tôi kể á, ngày xưa các vị biết các xe đò mà, xe đò rước khách thì nó không có lịch sự và nó không có tốt như bây giờ. Nhưng mà câu chuyện nó được xảy ra gì? Trên chuyến xe đó đó thì có nhiều người ngồi, trong đó có một cái cô gái lịch sự, đẹp đẽ, sang trọng. Thì một hồi chuyến xe nó có rước thêm một cái người đó là một ông khách, nhưng mà ông này bị bệnh hủi. Thì một cái điều là như vậy nè, từ khi ông đó lên cái cô đó cứ ủa hoài, cứ quay đây phun nước miếng, quay kia phun nước miếng, rồi bệnh mắt, bệnh mũi, rồi ủa hoài như thế. Trong khi hàng bao nhiêu người thì người ta ngồi bình thường, còn cô đó là như vậy. Các vị biết điều gì xảy ra? Là một hồi cái ông này nè, ông bị bệnh hủi này nè, ông nhào qua, ông ôm, ông cắn cô đó, và ông lấy cái đồ hủi của ông đó, ông chay hết vô trong đó. Việc gì xảy ra? Những người này sẽ bị lây nhiễm về hủi. Tôi muốn nói cái gì? Xúc phạm người ta quá đáng. Bao nhiêu người tại sao ta không nhổ nước miếng, ta không ủa? Mình làm như vậy hoài, bộ mình làm như vậy để người ta mới biết mình đẹp sao? Có cần thiết như vậy hay không? Câu chuyện này 20 năm về trước tôi còn nhớ lại như vậy. Cho nên ở đây các vị mới thấy, người ta đã mang thân phận, người ta vui sướng để mang sao? Nghiệp chướng ràng buộc người ta mới có mặt bằng những thân phận như vậy. Mặc cảm tự ti nó đã sẵn từ khi sinh ra trên cuộc đời rồi. Đối diện với một người, người ta đã thấy đau tự nhói lòng rồi. Các vị thử đi, các vị nhổ có cái răng, hay là các vị sưng có cái môi, hay là các vị có bị cái gì ở con mắt hay là cái mặt một chút xíu, các vị gặp bạn bè, các vị thiếu điều muốn lủi đi trốn, các vị mặc cảm, các vị ngại. Còn bản thân người ta lỡ lét đầy người, không lẽ người ta là người chứ không lẽ là người ta là cây gỗ, người ta không biết. Nhưng mà không lẽ giờ người ta chết, chết cách nào? Thì cũng phải sống vậy thôi. Cho nên trong những người đó, bên ngoài thì gian sinh chúng ta từng chén cơm manh áo, đồng tiền bát gạo, nhưng bên trong cả một nỗi đau mà không biết giải quyết cách nào. Chúng ta vô tình chúng ta châm thêm cái nỗi đau của họ, cái lòng tự ái của họ bị tổn thương. Và chính chỗ đó, khi mà lòng tự ái họ bị quá rồi, họ quật dậy và họ phản lại chúng ta. Như vậy thì tôi nói như vậy, tâm lý là như vậy. Muốn độ người ác, chúng ta đừng bao giờ chỉ trích và bươi móc họ. Nhớ là như vậy nha. Họ là ác, ví dụ các vị là Phật tử, kế bên nhà các vị có một cái người làm nghề không lương thiện, mà các vị học Phật, các vị biết họ không lương thiện, các vị khởi tâm từ bi. Nếu người này làm cái nhân này, đưa đến quả này, đời đời kiếp kiếp tội lắm, đau khổ lắm, các vị nghĩ này thì tốt. Nhưng mà các vị nói thứ đó ai mà chơi với nó, ngàn đời các vị với người đó là đối thủ, và các vị tự làm khổ mình thêm. Nếu các vị trải tâm từ thì các vị có thể là nhờ như thế, nghề nghiệp nó chịu, nhưng mà mình ngày mình rỉ rả bên tai nó một chút xíu, ngày mình rỉ rả bên tai nó một chút xíu, cái tốt, cái xấu, cái này, cái kia, rồi khích lệ, khen tặng gì đó, rồi mở lối cho người ta đi. Tôi nghĩ mưa dầm thấm lâu, có một ngày các vị sẽ độ được những người đó. Mà các vị độ được những người đó, các vị giỏi dữ lắm. Bởi vì họ là người bệnh mới cần ta độ chứ. Tự nhiên Phật tử thường thành đi độ bà đó cũng thường thành, độ gì? Đâu có gì để độ đâu. Thành ra ở đây, nếu mà chúng ta độ được như vậy thì nó hay vô cùng. Cho nên về cái mặt mà làm bạn với ma, thì tôi nghĩ các vị, ma là cái đó đó, những cái xấu, cái dở, cái ác, cái gì trong xã hội.
chúng ta muốn chuyển đi để làm cho xã hội tốt hơn, cuộc đời tốt hơn, muốn xây dựng một con người đó tốt hơn, phải đóng vai trò làm bạn với họ, xem mình như một người đồng hành. Nhưng tôi nói với các vị, phải đủ bản lĩnh nghe, chứ độ họ, họ chưa xong họ độ mình luôn cái tiêu à. Cái đó là nên nhớ như vậy. Mình phải biết như vậy, tức là mình phải biết cái chỗ mình dừng và biết mình đang làm gì. Thì cái này đòi hỏi có bản lĩnh. Còn thấy mình chưa độ được, mình vô mình độ họ, không kéo họ độ mình luôn, thì thôi dè dặt tự độ mình trước đi chắc ăn. Còn nếu mà thấy rằng bằng tâm bồ đề, sự cao quý, muốn đem đạo Phật vào đời, muốn gì chúng sinh được an lạc, và nhất là những kẻ ác, muốn giúp họ quay về, thì phải tự dặn lòng và tư duy cho kỹ để dấn bước vào trong đó. Nếu thấy mình đúng là cục đạn keo hay là hạt kim cương, có thảy vào đâu cũng không thấm, thì cứ vào. Còn nếu xét thấy rằng mình là cục mút, thì thôi để giữ lấy xài đi, đừng có liều mạng, phải không? Đó là cái đầu tiên mà tôi muốn nói với tất cả các vị là về khách quan bên ngoài. Cái ý thứ hai là cái điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, làm bạn với ma là ở chỗ là tâm thức của chúng ta. Cái gì trong tâm chúng ta để gọi là ma đây? Hả? Phiền não là ma, vọng tưởng là ma, gì ma nữa? Tham sân si là ma, bất thiện là ma. Tất cả những cái này chúng ta cho nó là ma. Và chúng ta có quan niệm như thế nào? Ma thì phải loại trừ, phải diệt ra, phải bỏ khỏi tâm thức. Và chúng ta có tính cách vậy nè: ưa Phật Pháp, ưa tín thiện, ưa chân như, ghét vọng tưởng, ghét phiền não, ghét tính bất thiện. Và như vậy trong lòng chúng ta lại có hai. Cái ác cũng trong lòng chúng ta hay là ở đâu? Nói về mặt tâm thức, trong lòng chúng ta có ác không? Mà có cái thiện không? Chúng ta muốn cái thiện ở đâu? Ở đâu? Ở trong lòng. Mà chúng ta muốn đào thải cái ác hay là chúng ta muốn loại trừ cái ác ở đâu? Cũng ở trong lòng. Như vậy bây giờ á, Phật tánh thì chúng ta ham, mà chúng sinh tánh thì chúng ta ghét. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, bản thân các vị thích Phật tánh hay là thích chúng sinh tánh? Thích Phật tánh. Như vậy thích Phật tánh thì muốn loại trừ chúng sinh tánh, có phải không? Nhưng mà thật sự với các vị, Phật tánh hay chúng sinh tánh, đó là hai mặt của một tâm thức mà. Các vị phải để ý ngay chỗ này, quan trọng vô cùng nha. Nếu các vị đem chúng sinh tánh các vị luyện đi, thì các vị suốt đời này không có Phật tánh ở trong lòng. Các vị có hiểu ngay chỗ này không? Cái này các vị ngồi suy tư trầm lắng một chút xíu ngay cái chỗ này ha. Bây giờ cái tính thiện và ác là hai mặt của một tâm thức, giống như hai mặt của một đồng tiền. Nếu chúng ta đem cái mặt đồng tiền này chúng ta luyện đi, thì đồng nghĩa với đồng tiền đó nó sẽ mất luôn, sẽ không xài được. Hai mặt thiện ác là hai mặt của một đồng tiền. Vọng tưởng và chân như nó vốn là hai mặt của một tâm thể, tâm thức của chúng ta. Bỏ vọng tưởng thì không còn chân như. Vì vậy khi chúng ta thấy rằng nếu chúng ta loại trừ cái ác, cái bất thiện, cái này kia ra, thì bản thân chân như, tính thiện, Phật tánh đều không còn. Cho nên chúng ta mới nhớ cái câu trong kinh Phật thường nói là gì? Phiền não thì sao? Phiền não tức bồ đề. Cái này chúng ta nghe khó hiểu vô cùng. Thông thường chúng ta nghe như thế này chúng ta không hiểu nổi. Chúng ta nghĩ tại sao phiền não là bồ đề được? Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề, tại sao lại là phiền não lại tức là bồ đề? Con người chúng ta lúc nào cũng có hai. Thiện ác là hai, chân như và vọng tưởng là hai, Phật tánh và chúng sinh tánh là hai. Nhưng mà chúng ta không biết rằng nó chỉ là cái thể và cái dụng. Bỏ cái này sẽ không có cái kia. Bây giờ tôi ví dụ các vị nè. Sống vốn là gì? Sống vốn là nước. Nếu chúng ta cứ thấy sống mà chúng ta múc sống đổ đi, thì hết sống thì sao? Nước cũng hết luôn. Cái này suy nghĩ giống như vậy. Nếu phàm phu tánh
mà chúng ta đập nó, dẹp nó và loại trừ nó, tôi biết ngàn đời các vị không làm được chuyện này. Ngàn đời các vị không đập, không dẹp, không loại trừ được vọng tưởng phiền não. Ngàn đời các vị không đập, không dẹp, loại trừ được tính ác, mà chỉ dung hòa để chuyển hóa thôi. Chúng ta biết rằng sống là cái dụng, nước là thể. Có gió nó mới có sóng. Như vậy làm sao muốn đừng có sóng thì hãy ngăn gió cho phải mút sóng này đổ đi. Mút sóng đổ đi thì nước cũng không còn. Các vị có hiểu này không? Như vậy tôi muốn nói với các vị, phiền não tức bồ đề nó cũng là như vậy. Các vị đừng thấy một người ác, các vị nghĩ họ hoàn toàn ác. Họ không có đâu. Ác là chỉ do cái duyên ác nó dẫn họ làm con đường ác. Nhưng mà tự thâm tâm họ cũng là Phật tánh, là thánh thiện, là cái gì trong lòng. Còn các vị nghĩ thiện của các vị là hoàn toàn thiện sao? Thiện là do cái duyên thiện dẫn các vị trở thiện. Nhưng mà tự thâm tâm nó còn chứa cái ác ở trong lòng đó đó. Các vị nếu cái duyên thiện này mất đi, các vị sẽ ác liền cho mà coi. Tôi lấy bà Thanh Đề ra tôi dẫn chứng đi. Trước khi bà trở thành người ác, bà là người gì? Bà là người thiện. Có phải sùng kính Tam Bảo đệ nhất không? Muốn cúng dường thì sao? Phải thức đêm, phải lột từng hột gạo, phải này kia. Rồi chẳng những mang bàn tay đến chùa nữa, đội lên đầu. Đội lên đầu đi chùa. Như vậy lúc đó mình xem là gì? Phật tử thuần thành, hoàn toàn là người có tánh thiện. Như vậy mà khi bà nói là khi bà bị mấy cái chú tiểu mà làm tổn thương và sỉ nhục bà, thì bà đổ gạo xuống đất, bà chà lên đó rồi nhớ ngàn để cho mấy thằng thầy chùa ham ăn ngàn này kia kia nọ. Thì lúc đó cái gì vậy? Ở đâu ra vậy? Như vậy thì nếu là hoàn toàn thiện thì làm sao có cái đó được? Tôi nói với các vị, nếu ly nước này hoàn toàn không có cặn, các vị lấy 10 cái đũa bếp vô đây các vị quậy giùm tôi đi, có lên cặn không? Không thể nào. Vì vậy tôi muốn nói với tất cả các vị gì? Kẻ ác mình thấy nó ác là tại chưa có duyên để độ, chứ không phải hoàn toàn ác. Tôi muốn nói làm bạn với ma là như vậy. Còn mình sở dĩ bây giờ mình là người thiện nè, người tốt nè, người đẹp nè, người này kia nè, là tại may mắn cái duyên của mình đang đến là như vậy. Còn thật ra ngầm ở trong lòng những phiền não sân si đố kỵ hờn ghen có không? Có trong đáy lòng không? Các vị nói thật đi. Các vị không có, các vị lên bàn Phật, các vị ngồi hết rồi, chứ không có ngồi đây với tôi đâu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ẩn chứa sau lưng một cái hành động lễ Phật, tụng kinh, bái sám và những thiện của chúng ta, nó hoàn toàn nó ngủ ngầm tất cả những phiền não ganh tị, đố kỵ, sân si, tham vọng, tất cả mọi thứ hoàn toàn còn ở trong đó. Cho nên ở đây, nếu các vị hoàn toàn cho mình là người thánh thiện, một ngày nào đó các vị sẽ tự thất vọng về mình nếu các vị chưa phải là người thâm tu. Và các vị cho một người nào đó hoàn toàn ác, rồi một ngày nào đó các vị sẽ hoàn toàn ngỡ ngàng tại sao người hôm đó ác dữ mà bữa nay là trở thành thánh nhân như vậy, hay là một người toàn thiện như thế đó. Không có cái gì tự nhiên cả. Tôi nói với các vị, bây giờ dẫn chứng nè, thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa đó là Liên Hoa Sắc. Trước khi trở thành một tỳ kheo ni là gì? Là gì? Là một kỹ nữ, có phải không? Người đã từng đem hương sắc của mình để tán tỉnh một kiền liên mà. Và cuối cùng nhờ một kiền liên quá độ, thì hôm trước là kỹ nữ, mà hôm nay là một thánh ni thần thông đệ nhất. Như vậy người này thật là thiện hay là thật là ác? Ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu ở trong lòng không có tánh thiện, không có Phật tánh, không có một cái tốt ở trong lòng, thì làm sao hôm nay trở thành thánh ni được? Cho nên người thiện hay người ác trên cuộc đời chỉ là tương đối, chỉ là biểu hiện hai mặt của một đồng tiền, chỉ là hai hiện tượng của một chân như mà thôi. Vì vậy cho nên người nào mà nói rằng cái tật của tôi không thể nào thay đổi được, đó là dạng cố chấp vô minh. Không có gì hoàn toàn là cái tật của tôi không thay đổi được, chẳng qua tự ngã, tự ái, cố chấp và kiêu ngạo, cho nên không muốn sửa mình vậy thôi. Bất chấp là sống liều mạng vậy thôi. Cái gì từ hiện tượng mà ra thì tất cả những cái đó đều có thể thay đổi được hoàn toàn như vậy. Đứng về mặt tâm thức và tính chất của tất cả các việc là như vậy. Ví dụ một cái ông này hoàn toàn ác thì làm sao ông trở thành thánh nhân được? Ví dụ ăn Vimala hoàn toàn ác thì sao trở thành một bậc thánh được?
hay là Amba Bani là một kỹ nữ gian danh tinh thành Vaisali. Nếu thật sự đúng nghĩa bả là con người ăn chơi trác táng như vậy, sau này trở thành mà đắc đạo được? Chúng ta phải thấy được như vậy. Cái đó chẳng qua là nghiệp lực, hoàn cảnh nhất thời một giai đoạn nào đó của con người. Cho nên với cái mắt của người học Phật và với cái mắt của người tu, không hoàn toàn chụp mũ bất cứ ai là kẻ ác hay xấu hay thiện, hoàn toàn như vậy, chính là cái nhất thời thôi. Cho nên chính vì vậy, cho nên thiền sử đã từng nói cái câu như thế nào: quăng đồ đao, quăng đồ đao liền thành Phật. Niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Và cũng vì chỗ đó mà Vĩnh Gia Quyền Giác này mới nói là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Thật tánh của vô minh, thật thể của vô minh là Phật tánh đó. Cũng như thật thể của sống đó là nước đó, là tánh ước đó. Tánh ước là nước, là sống không rời tánh ước này. Nó là như vậy đó. Cho dù hiện tượng sống nó cũng có tánh ước, mà nó đang nước nó cũng có tánh ước. Người đó đang vô minh nhưng mà tự thể nó là Phật tánh mà. Khi vô minh nó được thay đổi, nó học lực, nó tan đi, thì nó trở nên một con người thánh thiện. Cho nên cổ đức từng nói sao: Phật Phật ma ma cũng do ta, Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Như vậy thì Phật ma này, nếu chúng ta cho ma nó là hoàn toàn là ma, là cần loại trừ, là dẹp bỏ, thì cái Phật của chúng ta cũng không còn. Bây giờ tôi nói là ví dụ đơn giản, một tờ giấy, một bên là tờ giấy trắng, một bên là đã bị viết vẽ loang lổ đủ điều. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ cái bên loang lổ thì còn mặt giấy trắng để xài không? Sẽ không. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta một bên là loang lổ nhưng một bên vẫn là tờ giấy trắng. Nếu chúng ta bỏ qua cái loang lổ, chúng ta sẽ xài được tờ giấy trắng này. Còn nếu chúng ta dẹp cái loang lổ thì cũng mất luôn cả một mặt trắng của nó đi. Một con người cũng vậy. Nếu chúng ta đố kỵ và chúng ta cho đó là kẻ hoàn toàn ác, thì chúng ta sẽ làm cho họ mất cơ hội để trở nên một con người tốt trên cuộc đời, và tự thân của họ chưa hẳn là một kẻ ác. Như vậy trong lòng của chúng ta lúc nào cũng có những bãi chiến trường. Tại sao chúng ta lại là như vậy? Người tu hành, nhất là Phật tử của chúng ta, ngồi dụng công lo đập những cái vọng tưởng, cái bằng đập sanh mình luôn như vậy mà không hết. Ai đập vọng tưởng hết đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Hả? Các vị từng ngồi thiền, các vị từng thâm nhập, các vị từng tìm cái chánh niệm. Ai đã từng tìm chánh niệm bằng cách đem loại trừ những vọng tưởng, đem đập những vọng tưởng mà các vị thành công trong con đường nhiếp tâm đâu? Các vị đưa tay lên đi. Ai trong đây? Xin thưa các vị, không ai làm được chuyện này đâu. Vậy mà chúng ta lại không hiểu. Chúng ta cứ phải tìm mọi cách, chúng ta căng cân não, chúng ta chân mình để chúng ta loại trừ vọng tưởng nó ra. Tao đang niệm Phật mà, tao đang ngồi thiền mà, tao đang quán chiếu mà, tao cố nhìn hình Quan Âm mà con quỷ nào nó hiện vô hoài vậy? Ví dụ vậy đó. Mình đầu óc thì cố mà hình dung Đức Phật Di Đà, cố mà hình dung Đức Quan Âm, cố mà hình dung Đức Thích Ca, nhưng mà không có nội nào nó hiện vô hoài đó. Chúng ta đâu có chịu, đúng không? Chúng ta không có chịu. Chúng ta phải dẹp nó, đập nó. Mà càng đập nó còn càng cười với mình nữa chứ, có phải không? Càng cố loại trừ nó càng hiện rõ trong ta. Và cái này tôi mới nói thêm một chút: ai càng đau khổ càng muốn quên đi người yêu thì lại càng khổ trí và vất vả ở chỗ này, tự mình đánh lừa mình chỗ này. Cho nên có những người nói là làm sao giết được người trong mộng. Ông cứ mộng hoài ông nội, ai giết không nổi nữa, sao giết được? Cố loại trừ mà cứ đưa nó lên hoài, loại trừ loại cái giống gì? Cái quan trọng nhất, cái chỗ điều phục tâm mà các vị bị cái lỗi ở đây rất lớn, cho nên các vị không điều phục tâm được mình, rồi các vị cứ lao lung khổ trí. Thầy ơi sao niệm Phật hoài không có nhất tâm, thầy ơi sao cứ bị vọng tưởng hoài, thầy ơi ngồi niệm A Di Đà Phật mà nó cứ nhớ cái này cái kia mãi như thế. Các vị không bao giờ chấm dứt được điều này nếu các vị cứ cố tâm để loại trừ vọng tưởng. Các vị quan trọng nhất. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, hôm nay bài giảng tôi muốn đưa lên cho các vị để tôi lột tả những cái điều này, để chia sẻ với các vị, để giúp cho các vị biết cái cách để làm chủ tâm của chính mình. Tôi không phải là người hoàn toàn được cái đó, nhưng chẳng qua một chút kinh nghiệm
trong cuộc đời có được qua học vấn, qua ứng dụng, qua điều gì đó, tôi chia sẻ thôi. Có thể cái chia sẻ tôi còn non nớt trong vấn đề thực hành, nhưng bằng cái tâm chia sẻ con người hoằng pháp, tôi nói với các vị, chứ tôi không phải là con người để đạt được điều đó. Có thể có lối để chúng ta ứng dụng, để tự tìm một chút nào đó, một nơi để nương tựa hải đảo tự thân thôi, chứ không phải là hoàn toàn có thể đạt được những điều đó. Tất cả những cái này rất vô thường trên con đường của một phàm phu để ứng dụng điều đó. Được, mất, sanh, diệt, nó liên tục như vậy. Nhưng mà có gì tôi nói với các vị như vậy, nếu các vị vào trang web của tôi, các vị đánh vào cái mục tìm kiếm, các vị sẽ thấy ở trong đó có một cái mục để gọi là con ruồi ha. Nếu các vị đánh vào đó, các vị sẽ tìm thấy một cái clip rất là nhỏ, và cái clip đó dường như là khoảng tối đa 5 phút trở lại, tôi còn không nhớ kỹ về thời lượng của nó. Cái này có một người gửi cho tôi, và tôi cảm ơn người đó vô cùng. Ở đâu ai tạo ra được một cái clip hình ảnh này vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời là như vậy, các vị biết đó, ở trong cái hình ảnh này khi mở ra thì nó như thế này. Một chàng kiếm sĩ lực lưỡng, mà kiếm sĩ này hình như là Nhật Bản hay gì đó, tóc cột ở đằng sau như thế này, và bên mình đeo một thanh gươm. Và người đó như thế nào, đang ngồi trong căn phòng rộng như thế này, và đang ngồi với tư thế hoa sen, có nghĩa người này đang tập trung tinh thần ngồi thiền. Thì hình ảnh đầu tiên mà đối với người đó là như vậy: người đó đang ngồi tĩnh lặng trong một không gian yên, tự nhiên có một con ruồi bay vào. Hình như cái tựa nó là để the fly. Thì con ruồi bay vào, khi bay vào đầu tiên cái đậu lên mũi ông, trong nào đừng nói tôi làm giống, tôi hay có tật như thế. Rồi nó đậu chỗ này, cái ông giật lên cái đậu lỗ tai, giật cái nó đậu hoài, ông chịu không nổi, cho nên mới rút gươm ra. Ông mới canh ngay con ruồi như thế, ông ta mới dùng hết sức bình sanh của một tai kiếp có được. Ông ta vừa bay tới, ông ta chém một cái đứt làm hai một cách ngọt liệm, nửa con bên này nửa bên kia liền. Nhưng mà điều lạ kỳ là như vậy, khi vừa chém một cái dứt bên này gan miếng, bên này miếng, tự nhiên nó hoài nó trở thành hai con ruồi. Ồ, cái điều này thì các vị thấy rằng người mà có khả năng cao độ mới làm được một cái hình ảnh này. Dứt khoát tôi biết người này phải là người đang ứng dụng tu tập con đường thiền rất là cao. Sau khi chặt một con nó thành hai con, bắt đầu hai con nó xông lại, ông quất một cái nữa ra bốn mảnh. Ra bốn mảnh, điều gì xảy ra? Nó quại, nó trở thành bốn con ruồi. Bắt đầu ông sẽ dụng công tiếp tục, nó cứ nhân đôi như thế. Một hồi các vị biết, bằng tất cả sức lực ông bỏ luôn ngồi thiền, ông nhảy lên, ông dùng công, ông chém, ông bay, ông chém tất cả, mà càng chém nó càng như tổ ông như thế. Và bắt đầu cái lượng ruồi một cái nó dãy đầy hết trơn, ông không còn đủ sức để chém nữa, ông gục ngã ở bên đó luôn. Sau khi chống kiếm xuống gục ngã rồi, ông làm cái gì các vị biết không? Ông nhìn thấy bông hoa đào. Tự nhiên ông thấy cái con ruồi nó bay, nó đụng vào cánh hoa đào, cái tự nhiên nó nở thành đóa hoa. Miếng nó đụng cánh hoa, cánh nở thành đóa hoa. Tôi không hiểu trong hình đó ông ngộ cái gì, nhưng mà tôi chỉ mô tả lại là lúc đó ông bắt đầu ông bỏ kiếm xuống. Ông mới ngồi, ông xem tất cả những con ruồi này như là cánh hoa đào. Và một điều rất lạ kỳ, không còn một con ruồi nào để nó phủ ông nữa. Tất cả nó trở thành cánh hoa rơi rớt trước mặt ông. Và cuối cùng ổng đang ngồi trong một rừng đào, ở giống như là cái cảnh mà hoa đào Nhật Bản vậy đó. Và cái điều cuối cùng duy nhất là ổng đưa tay ra, và một con ruồi đó tự nhiên nó bay đến đầu cái tay và trở thành cánh hoa đào trong tay ổng. Sau khi coi xong clip này, tôi hoàn toàn khâm phục những người đã dựng lên cái này. Nếu các vị càng chém, là chúng tôi muốn nói cái gì? Các vị dẹp vọng tưởng, dẹp tánh ác, dẹp phiền não, dẹp ma tâm, thì các vị đang làm cho ma tâm, phiền não, tánh ác tự nhân đôi. Cho nên các vị nào ngồi thiền mà chân mình đổ mồ hôi, mà dụng công để đào thải, các vị buông ra, nó muốn đau cái đầu, muốn xiển niệm cái óc, mà hoàn toàn không có một phút giây tĩnh lặng,
Chúng ta nói tại sao tôi càng dụng công tôi càng mệt mỏi? Tại sao vậy? Các vị tự bày một trận chiến trường trong lòng các vị mà không mệt mỏi sao được? Các vị biến tâm thức của mình trở thành một bãi chiến trường, và các vị đang chiến đấu mãi mãi, chứ đâu phải là các vị có an lạc đâu. Nhớ kỹ lại, có phải vậy không? Ngồi thiền mà không phải đang ngồi đánh lộn, không phải đánh lộn bằng tay chân mà đánh lộn bằng trí óc. Đấu đá hình ảnh này, chém giết hình ảnh kia, đấu đá hình ảnh nọ, và cuối cùng làm cho tất cả những hình ảnh vọng tưởng, những cái bất thiện, những cái này kia nó tỏ trong lòng, mà trong khi cái chân như cái Phật tánh, cái câu niệm Phật nó quên mất tiêu. Có lúc các vị tự đấu đá với vọng tưởng mà thay vì các vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu các vị mà cứ A Di Đà Phật thì làm gì có chuyện gì xảy ra, mà những vọng tưởng nó khởi lên cái bỏ câu A Di Đà Phật bên, chạy theo nó để đấu với nó, đánh lộn với nó kìa. Thành ra vô tình làm cho đầu chúng ta trở thành cái bãi chiến trường, mà chân như thể tánh lặng lẽ hay là cái an lạc, cái Di Đà nó lặng mất tiêu trơn rồi. Thành ra cuối cùng ngồi ra mà không có an lạc. Chúng ta từng bày cái trận chiến ở trong lòng chúng ta như thế. Như vậy khi trận chiến này xảy ra, hết ngày này đến ngày nọ, hết năm này đến tháng nọ, các vị sẽ không bao giờ tìm được một phút giây tĩnh lặng an lạc của tâm hồn mình. Các vị nên nhớ điều này, các vị sẽ kinh nghiệm cho tất cả. Càng lo lắng về tiền tài, tình yêu, sự nghiệp, tất cả mọi thứ, tất cả những cái này càng làm lao tâm khổ trí và làm cho các vị mất sức lực để tự chủ trên cuộc đời. Thay vì các vị có thể tĩnh lặng trong tâm hồn, các vị có thể đủ sáng suốt để hóa giải mọi việc, còn cái này các vị làm mọi việc càng bi đát hơn. Cho nên tại sao các vị muốn quên một con người, muốn quên một quá khứ, muốn quên một công việc, nó lại làm cho các vị tan nát và mệt mỏi như vậy? Đây là các vị tự hại mình, chứ không phải là các vị muốn quên. Càng muốn quên thì nó lại càng nhớ, phải không? Cho nên người ta nói câu rất hay, khi muốn quên là trong lòng nhớ thương. Hay vô cùng. Những người này cũng đã từng bị rồi nè mới biết á. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi bắt đầu vào con đường học và tu thì chúng ta phải biết phân tích rành rẽ và để tự trang bị cho mình một cái cách như thế nào. Vọng tưởng có khởi, đó là chuyện của nó. Này là bí quyết nha. Bây giờ mình đang ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là quán chiếu cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà bây giờ nói Nam Mô A Di Đà Phật cái là tiền nó khởi lên, là tình nó khởi lên, danh nó khởi lên, hay là buồn vui gì nhớ lên, hận thù gì nhớ lên, ghen tức gì nhớ lên. Cái việc đó của nó, nó tự khởi là chuyện của nó. Các pháp đó tự sanh thì nó tự diệt, đâu phải chúng ta muốn khởi đâu. Tại sao chúng ta không muốn khởi mà chúng ta lại muốn diệt nó? Chúng ta làm cái chuyện nghịch lý vậy. Từ nào chúng ta tự muốn khởi thì chúng ta mới muốn diệt. Còn cái này chúng ta muốn khởi A Di Đà Phật, chứ chúng ta đâu có muốn khởi cái ý niệm đó đâu, mà nó tự trồi lên. Thì các vị phải hiểu rằng các pháp nó tự sanh thì nó tự diệt, các vị khỏi cần dẹp. Nhưng mà chính các vị dẹp nó mới trở thành 2 con ruồi, 4 con ruồi, 8 con ruồi. Các vị càng chém nó chừng nào nó càng lộ rõ chừng nấy. Các vị hiểu ngay chỗ này không? Phiền não tức bồ đề là ngay cái chỗ này như thế. Ngay đó nó là cánh hoa đào, mà nếu chém diệt nó là con ruồi. Nhưng mà chúng ta dừng lại hết tất cả, nó là cánh hoa đào hiền diệu trong tay, không có dơ dái như con ruồi như thế. Thì dơ sạch tất cả mọi thứ các vị, đừng làm cho các vị trở thành một bãi chiến trường trong nội tâm nữa. Các vị hiểu ngay cái chỗ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, cái này xin lỗi, ai bị mắc cái bệnh này hay là bị cái nghiệp này thì cũng tự quán chiếu. Tôi chia sẻ với các vị, ở đây là tôi đã từng nghe tâm sự thôi. Có những người ngồi thành tâm niệm Phật thì cái ý niệm bậy nó lại khởi ra ngay cái Đức Phật như thế, và người này bị mặc cảm tội lỗi rằng ý niệm Phật là ý niệm thánh thiện, con người của Đức Phật là con người trang nghiêm, và câu niệm Phật là một câu vô cùng cao quý. Nhưng mà tại sao khi khởi câu niệm Phật, khi thấy hình ảnh Phật, khi khởi lên niệm Phật thì tất cả những ý niệm tồi bại, dơ dái, bất tịnh nó lại gắn liền như thế, và người này bị mặc cảm tội lỗi. Và khi mặc cảm tội lỗi như vậy, người này mỗi lần ý niệm khởi lên, người này cố mà đè nó xuống, chân mình đã dẹp nó đi và cố tình lỗi trừ, thì nó lại làm cho người này càng khởi mạnh lên, và người này cảm thấy đau khổ bất an. Cho nên người này mới điện thoại hỏi thầy ơi,
con khởi lên những cái ý nghĩ dơ dái tục tằn như thế, như vậy con đã xúc phạm đến lời của Đức Phật hay là hình ảnh Phật hay là câu niệm Phật, như vậy con tội biết dường nào. Tôi nói tội ở đâu? Tôi nói tội ở đâu? Các pháp nó tự sanh thì để nó tự diệt lấy. Cô đâu có khởi cái ý niệm đó đâu mà cô sợ cái đó là tội. Nó tự khởi lên thì nó tự diệt lấy. Ở đây cô đừng để ý tới nó vì mặc cảm tội lỗi, muốn giết nó, muốn trừ nó, muốn loại ra, mà cô cảm thấy bất an và cô không dụng công tu học được chứ không có gì hết á. Thầy chỉ bảo đảm một điều, cái đó nó tự khởi, nó tự diệt đi, đừng để ý nữa. Nếu cô quyết tâm niệm Phật thì cái để ý ngay câu niệm Phật mà thôi ha, không tội lỗi gì ở trong những ý niệm này cả ha, không có tội lỗi gì. Chính cô để ý như vậy nó mới trở thành cái sáng tỏ trong lòng cô. Và dường như tôi đã từng cho thí dụ trong một cái bài giảng gọi là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, tôi có chia sẻ với các vị. Tôi nói ý thức mình chỉ có một thôi, mà cái phân biệt vọng tưởng nó có hai, bên này là đống rác, bên này là đống vàng. Mà cái ý thức giống như cái ánh đèn pha như vậy, thay vì chúng ta pha vô đống vàng thì cái gì sáng? Vàng nó sáng. Nhưng mà do chúng ta bận lòng về đống rác cho nên chúng ta hướng qua rằng chúng ta dẹp nó, thì cái gì sáng? Cái rác sáng. Mà vàng thì tối. Cái này tự chúng ta qua dẹp nó thì này nó sáng mà nãy tối. Cũng vậy, khi chúng ta hướng về vọng tưởng thì chúng ta dầu dẹp vọng tưởng nhưng mà làm cho vọng tưởng nó rõ ràng lên trong tâm thức, nó sáng lên. Còn cái chánh niệm nó tự nó tối. Các vị tự làm phản lấy chính mình mà các vị nghĩ đang dụng công sao? Các vị có hiểu ngay cái ý này không? Thật sự như vậy. Như vậy thì sao? Khi các vị muốn vào trong cái cuộc sống tu tập, hay là muốn làm chủ mình, hay là muốn cái gì như vậy, thì các vị đừng để ý tới tất cả những thứ khác, đừng bận lòng cần dẹp trừ chi cả, mà hãy nhắm ngay cái vấn đề muốn niệm Phật thì hãy ôm câu niệm Phật, chết sống với nó mà thôi. Tất cả những cái gì đừng bận lòng. Cái gì khởi lên có hay, có đẹp, có tốt, có gì đi chăng nữa, mình cứ mặc định rằng sau ngồi thiền đi tao nghĩ, hay là sau ngồi thiền đi nghĩ lại, hay là sau ngồi thiền đi tính. Còn bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là câu niệm Phật thôi. Cho dù hình ảnh Phật có hiện xuống cũng không quan trọng. Cái đó là phải như vậy. Thì như thế đó tất cả những vọng tưởng nó đều rơi rụng hết. Và nó giúp cho các vị không có dụng công, không mệt mỏi bất cứ cái gì, mà các vị tự cảm thấy an lạc trong lòng. Như vậy thì bây giờ các vị cho nó là ác niệm, các vị cho nó là ma. Nếu các vị cảm thấy nó là một đối tượng là ma cần phải dẹp trừ, là một cái gì đó cần phải loại, thì các vị sẽ tạo ra một bãi chiến trường y chang như cái anh hiệp sĩ nọ mà chém ruồi như thế. Vì vậy tôi nhớ lại một cái câu chuyện, cuộc đối thoại giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Tổ Huệ Khả. Các vị nhớ cái trai thoại này. Ngài Huệ Khả lòng không an, vọng tưởng bận tâm điên đảo, cho nên Tổ Huệ Khả mới tìm gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, mới nói câu này: Bạch Hòa Thượng, xin Ngài cho con một cái pháp để an tâm. Và lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Hay quá, ngươi đem tâm ra đây để ta an cho. Cái lúc đó là sao? Tổ Tuệ Khả cứ tìm hoài, cứ kiếm cái tâm để đem ra cho Ngài an kìa. Cái lúc mà kiếm tâm ra an, cái đó là con tìm hoài không thấy. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Đúng vậy, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Cái giai thoại này rất tuyệt vời. Tâm không an mà khi người ta cho pháp an tâm, người ta kêu đem tâm ra đây ta an cho, thì khi kêu đem tâm thì không có, thì Ngài nói đã an tâm như vậy rồi. Như vậy các vị thấy cái gì? Các pháp nó vốn tự sanh tự diệt, nó đâu có cái gốc đâu. Nó vốn vô thường, nó vốn ảo quá, nó vốn vọng tưởng, nó chỉ là những cái hình bóng trôi qua trong tâm thức như vậy thôi. Mà do chúng ta bám víu, do chúng ta cố chấp, do chúng ta phân biệt, do tất cả mọi thứ mà nó trở nên những cái vấn đề phức tạp trong tâm hồn như vậy mà thôi. Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma kêu Tổ Tuệ Khả đem tâm, có nghĩa là Ngài nhìn lại nó đâu có chân tướng đâu mà có. Khi vọng tưởng mình nghĩ như là có, nhưng mà thật sự các vị soi tìm, các vị có thấy không? Nó đâu có đâu. Các vị quơ có đụng không? Không có đâu. Thành ra chính vậy Ngài nó an tâm
cho người rồi, ngay chỗ đó tổ tệ khả giác ngộ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Chúng ta dụng công mệt mỏi mà không đem lại kết quả gì. Cho nên tôi muốn nói rằng làm bạn với ma là một cái cách thức để giúp cho các vị đừng tạo ra bãi chiến trường trong tâm hồn của mình. Nếu các vị hốt rác, các vị đổ đi thì các vị sẽ không bao giờ có đó hoa hồng. Chắc chắn là như vậy. Không có rác thì không thể có hoa. Vì vậy muốn có hoa phải có rác. Hoa và rác là như thế, không một mà không khác, lìa cái này không có cái kia. Nếu các vị muốn có vàng thì các vị phải sử dụng quặng, đem quặng đổ đi thì không thể có vàng. Các vị muốn có nước thì các vị phải giữ sống, múc hết sống đổ đi thì không có nước. Như vậy tâm hồn chúng ta, chúng sinh tính, Phật tánh, tất cả mọi thứ chúng ta phải hiểu tự thâm tâm của nó là hai mặt của một bản thể. Vì vậy không cần loại trừ bất cứ cái nào. Các vị loại trừ hết chúng sinh tánh, các vị cũng không còn Phật tánh trong lòng. Vì vậy khi quá trình tu tập của chúng ta, các vị đừng nên mệt mỏi với những cái chuyện đó. Từ những bản tâm của chúng ta sẽ suy nghĩ đến tất cả chúng sinh bên ngoài cũng như vậy thôi. Không ai là hoàn toàn thiện, không ai là hoàn toàn ác khi chưa đạt đến cái đỉnh giác ngộ tối cao. Thì vì vậy tùy duyên, tùy phương sở, tùy điều kiện để giúp cho người ta quay về giác ngộ, đây là việc của tất cả các vị nên làm. Vì vậy khi học tu, chúng ta không loại trừ bất cứ chuyện nào cả. Người xấu, người ác gì chúng ta cần phải độ. Tâm tánh của chúng ta cũng như thế, không cần phải loại trừ mà hãy để nó tự sanh và tự diệt. Thì tự thân nó sanh, nó diệt mà chúng ta không cần bận tâm thì lòng chúng ta được an như vậy thôi. Hãy để cho mình được an tâm, đừng bận với tất cả những cái chuyện sanh diệt như thế ha. Cũng không cần loại trừ, không cần mệt mỏi. Tôi chia sẻ với tất cả các vị như vậy để giúp cho các vị một phương thức để điều phục lại tâm mình, và để làm sao thế nào đừng quá bận lòng với tâm mình nhiều vọng tưởng, đừng quá bận lòng với tâm mình nhiều ác. Quan trọng nhất, chúng ta biết điều phục lấy chính nó, nó trở thành cái năng lượng của chính tâm hồn mình. Cho nên tôi mới nói với các vị, cái nghiệp không bao giờ mất là vì vậy đó. Ai nói là diệt nghiệp là mất nghiệp đâu, các vị chỉ tôi coi coi. Ác nghiệp và thiện nghiệp nó giống như muối và nước. Khi lượng nước nhiều thì muối nó tự hòa tan mà nó không còn tác dụng. Nhưng mà lỡ nắng nó bay hơi hết, nó còn lại ít nước thì nó mặn tiếp tục cho mà coi. Nên nhớ là như vậy. Chứ đừng nói là cái nghiệp đó nó mất đi, bởi vì tự thân nó là như vậy. Khi lượng nước nhiều, cái muối đó nó trở nên, nó làm tăng thêm cái dung lượng của nước. Nhưng mà khi nước ít thì cái muối đó nó trở về với chính nó, nó sẽ làm cho mặn không thể tưởng. Tự trong lòng chúng ta cũng như vậy. Không có cái gì để gọi là quá ở một hướng hết trơn á. Chúng ta cứ tự hóa giải, điều phục lấy chính mình bằng cách tự thảnh thơi lấy. Niệm Phật và tu tập tất cả mọi thứ, các vị dụng công cũng bằng cách đó. Tôi tin rằng các vị sẽ đem lại sự an lạc cho chính mình, ít nhất cũng được một vài phút trong quá trình dụng công. Và nếu cái này các vị tu tập càng lâu sẽ đem hiệu quả cho các vị càng lớn. Và khi các vị được càng lớn rồi, các vị sẽ có cái ánh mắt nhìn đời. Ánh mắt nhìn đời của chúng ta sẽ bớt phân biệt bỉ thử. Lúc đó ánh mắt nhìn đời của chúng ta bớt đố kỵ ghét ghen. Lúc đó ánh mắt của chúng ta bớt đi khoảng cách giữa người này và người khác. Đó là quy trình của nội tâm chúng ta. Tự thân của chúng ta muốn khởi từ bi không dễ đâu. Nhưng mà tự thân của chúng ta khi dẹp trừ tất cả những ngăn cách đó thì tự nó trải rộng lòng từ. Tự nhiên chúng ta biết bao dung hơn, tha thứ hơn, biết thế này thế khác hơn. Nó tự động nó là như vậy. Đó là quy trình chuyển hóa của tâm thức một cách rất tự nhiên. Nó được cái này, nó sẽ được cái kia, nó kéo theo một chuỗi là như vậy. Cho nên sự tu học của tất cả chúng ta, tôi mong rằng các vị có một cái lối để chúng ta tu học. Niệm Phật, ăn chay, tu tập, làm phước, tất cả những cái đó các vị cũng bổ sung thêm cho mình những cái phước báo để hỗ trợ cho mình trên cái con đường muốn hoàn thiện về nội tâm. Nhưng để gọi là dụng công cao hơn thì ở một mức độ không còn loại trừ phân biệt như thế thì chúng ta sẽ dễ thành công trên con đường thâm nhập
tâm linh hơn. Và tự thân, khi chúng ta thâm nhập rồi, chúng ta tự có lòng từ, tự chúng ta thấy thoải mái, tự chúng ta không dính mắc, tự chúng ta không cố chấp, tự chúng ta không thù ghét. Nó rất tự nhiên như vậy á. Mà các vị khỏi cần cố gắng. Tao cố gắng tao thương mày, tao cố gắng tao tha thứ cho mày, tao cố gắng. Các vị cố gắng không bao giờ được. Cái gì do điều kiện mà nên thì nó sẽ là rất dễ mất. Nhưng mà khi đã tự đáy lòng, các vị cởi mở và các vị có lối vào như vậy, tự con người các vị trải rộng lòng từ nào cũng hay, tự mình tha thứ bao dung và xem thường tất cả các việc thạnh suy trên cuộc đời, nó là như vậy đó. Đôi khi khỏi cần luyện chút nào hết á, nhưng phải dụng công bằng cách cốt lõi như vậy thì mới thành công được. Chúc tất cả các vị trong cái hội trường của chúng ta có một lối để dụng công. Mong rằng những người Phật tử đây, tôi tin rằng các vị là những hạt gạo cội. Để chi vậy? Để làm sao làm những nhân tố, làm những trung gian để hóa giải những phức tạp chênh lệch giữa cuộc đời này, để đem đạo Phật vào đời, để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Và tôi mong rằng các vị phải làm sao một người phải độ được kẻ ác một người. Trong hội trường này tôi cho 400 người thì trong một tháng sau phải có là 400 người ác quay về với Phật pháp. Hứa không? Hả? Chứ các vị lâu lâu các vị mang người đến: thầy, cái bà này Phật tử thuần thành lắm á, bà cúng chùa nhiều lắm đó, con giới thiệu với thầy. Thầy, bà này bà ăn chay dữ lắm đó, bà tin Phật dữ lắm, giới thiệu thầy. Tôi không khoái tí nào cả. Nhưng mà nói thầy, thằng này thằng đồ tể nè, thằng này bán heroin nè, thằng này ăn trộm nè, mà giờ nó biết tu rồi đó thầy. Cái đó tôi khoái á, tôi kết mấy cái đó hơn. Còn các vị đem giới thiệu cho tôi này kia kia nọ, tôi thì bình thường. Mong là như vậy. Tôi rất thích những cái cách làm như vậy. Làm sao giữa khoảng cách của đạo Phật, đừng để cho người khác phải bị cái ngăn cách. Có những người làm ác, họ thấy đạo Phật họ ngại, bởi vì chúng ta cứ cho là thánh thiện, còn họ là ác quá, cho nên là lỡ lúng bùng rồi lúng luôn, họ chả cần quay về. Chúng ta làm sao phải mở lối để tạo cơ hội. Họ cảm thấy rằng cửa chùa là nơi đúng nơi để họ nương tựa, cửa chùa là nơi để họ rột rửa tâm hồn, cửa chùa là nơi có đủ bao dung để chứa những cái sai lầm, cái đáng tiếc của họ. Người Phật tử cũng phải vậy. Làm sao khi một người ác đến chùa, các vị ở trong chùa, các vị là Phật tử lâu năm tuần thành, phải cho họ cái cảm giác an lòng khi họ đến với chúng ta. Bây giờ tôi ví dụ thôi, cái bà đó bà giựt nợ hay là bà chuyên môn cho vay lấy lãi nặng lời gì đó, cái bà chuẩn bước đến cửa chùa, cái chúng ta rủ nhau: đây nè, đó đó, bữa đó bà đi chùa, tự nhiên bà nó đi chùa, gom vô chỉ ra, nó bả cho vay nặng lãi, bả là kẻ ác đó, này bả đừa đã đi chùa, chết rồi, chết cái chỗ này. Thay vì nếu các vị thấy như vậy các vị mừng, trời ơi hôm nay người đó được tu mình mừng quá. Chứ tại sao đi rủ nhau để cho soi mói cái chuyện riêng của người ta? Các vị phải bỏ ngay tất cả những cái này, đừng tạo những cái ngăn cách như vậy, không bao giờ độ được cuộc đời đâu. Đạo Phật phải là như vậy mới có thể thành công trên mọi lãnh vực và giúp chúng sinh quay về an lạc để chuyển qua nghiệp chướng. Mong rằng các vị có đủ duyên lành để giúp chúng sinh cùng quay về bờ giác A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Xin mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng A Di Đà Phật.